Hello các bạn, lại là Phúc đây, một cái quán mì Quảng rất là ngon mà chỉ người Đà Nẵng mới biết nằm giữa ngay trung tâm thành phố luôn. Lần nào ra đây là tôi cũng phải làm một tô. Tôi ít bao giờ đi đến mấy cái quán mà chạy quảng cáo trên Facebook mỗi khi đến Đà Nẵng lắm, không biết có ai giống tôi không ta? Sáng nay thì Phúc sẽ đi ăn ở quán mì Quảng Bà Dinh nằm tại số 42 đường Đào Duy Từ, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Quán sẽ bán từ 6 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa mỗi ngày. Để đến quán thì các bạn cứ tìm đến chợ Cồn nha. Đối diện cổng chợ sẽ có đường Đào Duy Từ, các bạn chạy đến cuối đường sẽ gặp ngã ba, ngay ngã ba là quán luôn á. Mì Quảng ở đây thì đa dạng với cả món như là gà, trứng tôm thịt giá chỉ từ 25.000 cho đến 30.000 đồng một tô. Đối với một người khách du lịch như Phúc thì nó thiệt là quá trời rẻ luôn á. Phúc gọi một tô thập cẩm đầy đủ ăn ngon lắm. Món này thì mình sẽ ăn kèm với lại rau sống, rau xà lách và một ít bông chuối. Các bạn sẽ có chanh và ớt xanh đặc trưng để ăn kèm với lại mì Quảng miền Trung. Cái tô mì thơm ngon hơi sệt sệt không có nhiều nước ăn kèm với lại hai cái miếng bánh tráng chiên hình vuông nhỏ trong tô được rắc thêm một ít đậu phộng, hành lá và ngò nó thiệt là ngon gì đâu á. Đây là một quán ăn địa phương mà các bạn đừng quên nốt lại nha để sau này có nhiều kinh nghiệm khi đi du lịch nha, đảm bảo ngon rẻ và có những trải nghiệm thú vị với ẩm thực đà nẵng